Kính chào quý vị đã theo dõi chương trình Địa phương trên đường phát triển, chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với các huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh thực hiện. Và địa phương được ghi nhận hôm nay là huyện Châu Đức. Thưa quý vị, dù mới phát triển trong thời gian gần đây, nhưng du lịch miệt vườn ở Châu Đức nhanh chóng thu hút ngày càng nhiều du khách tìm đến. Tìm đến Châu Đức, khách du lịch được hòa vào không gian tươi mát của những vườn cây trái như là chôm chôm, sầu riêng, măng cụt, bưởi và còn có một loại cây đang dần khẳng định vị thế chủ lực trên vùng đất đỏ Ba San Châu Đức, đó là cây ca cao. Châu Đức hiện có một khu du lịch mang tên Công viên Pinon Ca Cao trải rộng đến 46 hecta nằm ở xã Xà Bang. Với sự tư vấn và hợp tác của các doanh nghiệp Nhật Bản, Công viên Pinon Ca Cao hướng đến mục tiêu phát triển ngành nông nghiệp ca cao sạch tại địa phương. Và Pinon đang dần đầu tư nhiều hạng mục nhằm phát huy tiềm năng của hạt ca cao. Thưa quý vị, Châu Đức vốn nổi tiếng là nơi quy tụ những vùng chuyên canh tiêu, cà phê cùng miệt vườn cây trái trù phú, tươi xanh. Và đặc biệt hơn là những vườn cây cacao bạc ngàn mà theo các chuyên gia về sô-cô-la quốc tế thì hạt cacao trồng tại vùng đất Ba San màu mỡ này thì nổi tiếng là có hương vị thơm ngon và thuộc hàng đầu của thế giới. Đến với Châu Đức, đến với công viên Pinon Cacao thì quý vị sẽ có được những trải nghiệm độc đáo về cách trồng và chăm sóc, chế biến ra những sản phẩm cacao made in Châu Đức Việt Nam. Cacao vốn là nguyên liệu phổ biến với người phương Tây từ lâu, còn với người Việt, khi sản phẩm cacao được sử dụng, nhiều người vẫn nghĩ đây là nguyên liệu nhập khẩu. Tham quan các vườn cacao ở Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đặc biệt là tại công viên Pinon Cacao, hiểu biết về cây cacao của mọi người chắc chắn sẽ được mở rộng, chuyên sâu hơn. Cuối tháng 5 năm 2019, công ty cổ phần Pinon Cacao bắt đầu đón khách đến tham quan, tìm hiểu quy trình chế biến các sản phẩm từ cacao. Dù công viên tọa lạc ở địa bàn khá hẻo lánh, ấp Liên Hiệp, xã Xà Bang, huyện Châu Đức, nhưng sau gần 4 tháng mở cửa, hàng chục ngàn lượt du khách đã tìm đến và lượng khách đến công viên ngày một đông, nhất là ngày cuối tuần, những kỳ nghỉ lễ. Sử dụng nguyên liệu thu hoạch từ vườn cacao trong khuôn viên công viên rộng hơn 10 hecta, Pinon Cacao cũng bao tiêu sản phẩm cho hàng trăm hecta cacao của nông dân trên địa bàn. Với tiêu chí sản xuất sản phẩm sạch, Pinon Cacao hướng dẫn các nông hộ trồng, chăm sóc cacao theo phương pháp hữu cơ. Riêng nguồn nguyên liệu này, mỗi tháng Pinon Cacao có trên 1 tấn hạt cacao sấy khô để tạo ra hàng chục loại sản phẩm cacao khác nhau. Hành trình tham quan công viên Pinon Cacao bắt đầu từ vườn cacao. Du khách được hướng dẫn tham quan vườn ươm, trồng, rồi thu hoạch. Tiếp nối hành trình tham quan công viên cao là khu vực lên men, phơi sấy, tách vỏ để có được nhân hạt cacao. Đến khu vực sản xuất ra thành phẩm bột cacao sô-cô-la, tất cả các công đoạn, lựa chọn trái, tách vỏ, đến phơi, rang hạt, lên men đều được sản xuất theo quy trình khép kín và tuân thủ tuyệt đối quy chuẩn đảm bảo an toàn vệ sinh. Cuối hành trình tham quan là phần trải nghiệm dành cho du khách, thể hiện khả năng sáng tạo của bản thân bằng cách tự tay làm ra những thanh sô-cô-la để lưu dấu chuyến tham quan, hoặc thưởng thức ngay tại chỗ ly cacao nóng thơm đậm vị của Pinon. Sau một tuần làm việc thông qua người bạn đó, nên là mình xuống đây mình biết cái nơi này. Vô tình thì mình trải nghiệm được những cái công đoạn để làm cacao á, như nào là lên men hay này là ủ này kia nọ. Thật sự xưa giờ em chưa hề biết nữa. Cho nên mà mình đi có những cái trải nghiệm vậy cũng rất là hay, cũng thú vị. Nói chung là cũng có được một gút kinh nghiệm.
cũng hiểu biết gì về cacao. Ở địa phương mà có một cái này mình là một điều tự hào cho địa phương, vì địa phương đa số là làm nông nghiệp, mà bây giờ có những cái sản phẩm nông nghiệp của mình mà nó nổi tiếng, đưa ra thị trường được cả thị trường trong nước và cả thị trường thế giới, thì đó là một điều rất là tự hào cho người dân địa phương. Đây là một địa điểm mà rất là lý tưởng cho người dân địa phương. Sau một tuần làm việc, mình cần thư giãn, cần vui vẻ, rồi có những cái địa điểm mà cho con em á, con em địa phương học hỏi về các cái vấn đề về cacao. Các sản phẩm của Binan Cacao đã và đang được Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giới thiệu đến các thị trường trong và ngoài nước, bao gồm sô-cô-la, bột cacao nguyên chất, nhân cacao rang, ngũ cốc cacao, ngũ cốc trái cây cacao, trà cacao và rượu cacao Binan. Mở rộng mô hình sản xuất kết hợp với tổ chức tour du lịch tham quan khám phá, công ty cổ phần Binan Cacao tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, dịch vụ, tăng cường quảng bá sản phẩm, phối hợp với địa phương, các doanh nghiệp lữ hành, cũng như liên kết với các nông trại khác trong huyện Châu Đức mở tour tuyến du lịch trải nghiệm. Công ty chúng tôi cũng mong muốn đưa ra cái sản phẩm mới, là sản phẩm du lịch gắn với nông nghiệp. Chúng tôi thành lập công viên Cacao Binan với mục đích mong muốn đẩy mạnh cái ngành nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị, xây dựng cái nền nông nghiệp bền vững. Binon ở đây là để đào tạo các cái nông hộ và doanh nghiệp làm cacao bền vững, sản xuất cái chuỗi giá trị. Đồng thời chúng tôi gắn kết du lịch người tiêu dùng biết đến từ việc trồng, chọn giống đến khâu thu hoạch, sơ chế và ra sản phẩm cuối cùng, thực hành nông nghiệp sạch và có trách nhiệm với sản phẩm. Nhằm khai thác ưu thế du lịch địa phương, mới đây Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức đã phối hợp với Sở Du lịch khảo sát một số điểm sản xuất kinh doanh nông sản trên địa bàn để kết nối các tour tuyến du lịch. Qua khảo sát cho thấy, Châu Đức có nhiều tiềm năng phát triển loại hình du lịch nông nghiệp cộng đồng. Minh chứng là các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp công nghệ cao như công ty cổ phần Vinan Cacao đã kết hợp hiệu quả giữa sản xuất với tổ chức dịch vụ du lịch. Với cái mô hình của Binon Cacao thì tôi thấy một cái mô hình hết sức là thiết thực, bởi vì nó giải quyết được cái nguồn sản phẩm của nông dân Châu Đức. Và đây là một cái công viên mà tôi nghĩ rằng là kết hợp với du lịch nông nghiệp của huyện Châu Đức để phát triển được cái lĩnh vực du lịch của huyện trong thời gian tới. Quý vị, cacao là loại cây ưa mát, sinh trưởng thích hợp trên thổ nhưỡng đất ba san của Châu Đức. Vì vậy mà từ năm 2004, cây trồng này được nhân rộng theo chương trình phát triển cacao bền vững cho các hộ nông dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu do Trung tâm Khuyến nông của tỉnh triển khai. Hơn 15 năm cây xanh bén rễ tại Châu Đức, gần 500 hecta cây cacao đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nông dân Châu Đức. Thế mới thấy Châu Đức trù phú về nông sản như thế, bên cạnh những vườn cây ăn trái đã định danh như là sầu riêng, bưởi, măng cụt, chôm chôm, nhiều vườn cây lại tiếp tục đơm hoa kết trái như công viên Binon Cacao. Những loại cây trồng với mô hình sản xuất mới tạo thêm chấm phá đặc biệt cũng là tô đẹp thêm bức tranh đa sắc màu của miệt vườn Châu Đức, mang lại nguồn thu nhập và cả niềm tự hào cho người dân địa phương, đồng thời mang lại ấn tượng khó phai cho khách thập phương khi dừng chân ở Châu Đức. Chương trình địa phương trên đường phát triển với sự phối hợp thực hiện giữa Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đến đây xin được tạm dừng. Chúng ta sẽ tiếp tục thông tin chuyên đề về các địa phương vào ngày mai lúc 17 giờ 50 phút quý vị nhé. Điểm đến tiếp theo của chương trình là huyện Côn Đảo. Xin chào tạm biệt quý vị.